vậy? Có ai ngoài đó không? Mở cửa cho tôi đi. Mở cửa cho tôi với. Anh bị tụi cho uống thuốc. Uống thuốc? Đánh xem ra. Uống thuốc gì? Bây giờ em phải làm sao anh Long? Anh Long ơi, đừng làm em sợ mà anh Long. Anh Long, bây giờ tụi mình làm sao? Anh Long. Không rồi. Không rồi. Anh chịu hết nổi rồi. Anh chịu hết nổi rồi. Anh chịu hết nổi rồi. Anh Long, anh đừng làm em sợ. Anh chịu hết nổi rồi. Đừng anh Long. Chịu hết nổi rồi. Anh sợ mà anh Long. Anh Long. Anh chịu hết nổi rồi. Đừng mà anh Long. Anh chịu hết nổi rồi. Em xin anh đừng mà anh Long. Đừng mà anh. Anh sẽ làm hại em. Bây giờ em phải làm sao anh? Kiếm gì? Trói tay lại. Kiếm gì? Trói tay lại. Lẹ lên. Lẹ lên. Lẹ lên. Trói tay lại. Anh đang chịu đau không? Anh chịu anh. Ráng lên anh. Vậy là chừng nào mới thả ra đây ca? Chừng nào nó xử con nhỏ nó xong á thì thả nó ra. Dạ. Mày ngồi ở đây á, mày canh đi. Tao đi gặp ông chủ á, tao lấy tiền. Dạ. Anh Long, em chói anh chặt vậy anh có sao không vậy? Không đâu, mà có đau cũng phải chịu thôi. Đây là cách duy nhất. Anh thấy trong người anh giận sao rồi? Đỡ hơn chưa anh? Anh đỡ rồi. Anh nghĩ bây giờ thuốc cũng đã tan rồi. Cởi trói cho anh đi. Anh nghĩ chắc là tụi nó muốn anh với em có chuyện gì đó với nhau, cho nên tụi nó mới thuốc anh. Vậy thì bây giờ tụi mình phải làm sao mới thoát ra khỏi nơi đây? Lên giường. Cái gì lên giường? Làm theo ý tụi nó. Anh điên hả anh? Dạ. Dạ.
anh nói là nói tụi nó muốn như vậy thì mình làm y chang tụi nó, nhưng mà mình làm giả bộ mà. Em có cần số nặng gì không? Ui da. Vậy là tụi mình giả bộ thôi đúng không? Giả bộ nhưng mà đau lắm. Em xin lỗi, vậy là giả bộ thôi đúng không? Giả bộ thôi. Mà nè, em an toàn rồi đúng không? An toàn rồi. Anh hết thuốc thiệt rồi đúng không? Anh hết thuốc rồi. Chuyện này thì dễ, tưởng gì chứ đóng kịch đó là nghề của em. Anh ngồi xuống đi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Nhìn em nè. Anh ơi đừng, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Anh là đồ khốn nạn, anh là đồ sở khanh. Chị Lâm, anh có thể làm như vậy với tôi hả? Còn nhà giam sở khanh, anh là đồ khốn nạn, anh là đồ sở khanh. Okay. Chưa hết đâu, còn nữa nè. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả Di Lâm? Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa. Tôi không bao giờ. Hôm nay cô phải chết. Sung sướng quá rồi, khóc gì nữa cô gái. Thằng đó đâu rồi? Nhanh lên anh. Đi. Uống đi cho bình tĩnh lại. Dạ, em cảm ơn. Mà ai cho em địa chỉ tới đó vậy? Thì là... em cũng không biết nữa. Em nhận được một cái lá thư. Ở trong đó có ghi cái địa chỉ này. Nói em tới đây là sẽ gặp được anh. Em thấy lâu lắm rồi, em cũng không có gặp anh. Nên là em muốn tới thử coi sao. Ai mà có về. Rồi có gặp được người đó không? Đâu, em đâu có biết người đó là ai đâu. Em chỉ nhận được thư thôi à. Lần sau đừng tin người nữa nha cô nương. Ừ. Mà anh Duy Long, anh thấy trong người sao? Anh khỏe hẳn chưa vậy? Anh Duy Long. Nè, anh bị sao vậy? Nè, anh Duy Long. Nè, anh đừng có nói là nuốt xong rồi anh. Duy Long, chưa vậy? Cái gì tắc mạnh gì vậy? Anh có sao không vậy? Phải tắc mạnh nó cho anh tỉnh ra chứ. Hồi nãy anh thấy ghê muốn chết à. Tôi giỡn đó cô ơi. Nếu mà tôi còn tôi đứng yên với cô được á. Anh rảnh quá hả? Hồi nãy anh cứ biết là anh kinh khủng lắm không? Ám ảnh lắm luôn á. Còn giỡn với em được nữa. Tát một cái sái qua hàm tao luôn. Sao kỳ quá vậy? Rõ ràng chú Phi là người hẹn mình tới đó mà. Phải về hỏi chú ấy cho rõ ràng mới được. Tự nhiên tát xong mặt thần nó ghê vậy? Tính âm mưu tác thêm cái nữa hay gì? Nó nghe nè, anh chở em về nha, em muốn về liền. Phải về chứ, ở đây ăn tác nữa thì sao? Mệt quá à. Chú Phi, chú trả lời cho con nghe đi. Chú hẹn con đến chỗ Duy Long là có ý đồ đúng không? Đúng. Tại sao chú lại làm như vậy? Tất cả mọi chuyện chú làm á là cũng vì con thôi. Nếu mà chú không làm như vậy á thì Di Long sẽ mãi mãi không thuộc về con. Chú đang muốn kết hợp cho hai đứa gần nhau hơn mà. Vì con cái kiểu gì mà kỳ cục quá vậy? Bằng cách nào khác chứ không phải là cái cách này. Tuổi trẻ tụi con bây giờ á khó gần nhau quá. Chú đang dùng cách của ông bà xưa để giúp đỡ tụi con đó. Có thể bây giờ á con giận chú nhiều lắm, nhưng mà chắc chắn sau này con sẽ cảm ơn chú nhiều lắm. Không, con chỉ cảm ơn chú khi nào á mà chú dùng một cái cách khác kìa.
Cái cách này kỳ cục quá à. Chậm, Chậm ơi, Chậm, Chậm, cho má xin lỗi con. Mấy ngày hôm nay má không có về đón con được. Con tha lỗi cho má nha. Con đi với má nha Chậm. Không, con đi đâu. Sao vậy Chậm? Con không thương má sao Chậm? Cha con chết rồi, bây giờ má chỉ còn một mình con thôi. Má sẽ lo cho con. Con đi với má nha Chậm. Không, con đi đâu. Nhưng mà má có thương cha con không? Má bỏ con, má bỏ cha con. Con đi theo má đâu. Lúc nào má cũng nghĩ tới con, nghĩ tới cha con, nghĩ tới cái gia đình này. Chậm ơi, con đi theo má đi con. Chậm ơi, đi mà, đi theo má đi Chậm ơi. Chậm, Chậm ơi, Chậm, Chậm, Chậm ơi, Chậm. Em lại gặp ác mộng nữa hả? Em không sao đâu. Thôi, mình ngủ tiếp đi. Giấc mơ này là sao? Mình luôn có một linh cảm thằng Chậm vẫn chưa chết. Mình phải tự mình đi tìm sự thật mới được. Mà anh, tôi đọc báo tôi thấy tin trên báo là nó bị ám sát, rồi nó còn bị thương nữa đúng không anh? Thiệt tình là tôi nghe cái tin đó xong á, là tôi lật đật tôi lên trên này liền. Qua bên phòng trọ nó tìm á, thì nó khóa cửa, cho nên tôi mới tới đây đi tìm nó. Thật ra thì cậu Duy Long không có bị sao hết, vết thương ngoài da, xây xát nhẹ mà. Từ lúc nó viết cái tiểu thuyết đó, tôi lo lắng cho nó quá trời quá đất, khuyên kiểu gì nó cũng không nghe hết. Cậu Duy Long á, thật ra là một nhân tài, là một ngôi sao sáng của tòa soạn báo tin tức. Viết một cái câu chuyện hư cấu mà làm cho tất cả các độc giả đều tin đó là sự thật thì cái đó đâu phải tầm thường, mà có thể gọi là thiên tài mới đúng. Cái thằng gì mà chọn cái nghề gì nguy hiểm hết sức à. Từ lúc nó viết cái tiểu thuyết đó, tôi lo cho nó mất ăn mất ngủ. Anh cũng đừng có lo cho nó quá, tự vì cậu Long cũng lớn rồi. Anh thì đâu có sống đời để mà chăm sóc cho cậu Long hoài được. Tôi biết chứ anh, nhưng mà phận làm bác của nó, tôi phải lo cho nó thôi. Uống nước đi, uống nước đi. Dạ, dạ. Rồi, thôi đi về mạnh giỏi ha. Mai mốt có lên Sài Gòn thì ghé thăm tôi nha. Mai tôi về Vĩnh Long sớm, rồi khi nào rảnh tôi sẽ lên ghé thăm anh sau. Rồi, thôi, đi đường bình an nha. Dạ, tôi xin phép nha. Ok. Anh Hai, có phải là anh Hai Nhẫn không? Chị nhận lầm người rồi. Anh Hai à, đã 30 năm rồi, em chắc chắn là em không nhìn lầm. Đúng là anh Hai Nhẫn. Anh Hai Nhẫn, anh của anh Ba Thành đây rồi. Hai có nhận ra em không anh Hai? Xin lỗi chị nhận lầm người rồi. Người mà chị vừa mới gọi tên không phải là tôi. Tôi rất tiếc, xin lỗi chị. Anh Hai, anh Hai,
tiếng lòng tôi. Đàn ơi hát câu chung tình, tiếng đàn cất lên câu nỉ non, thương lòng tôi phận kiếp lòng đầu. Nỗi lòng chẳng biết to cũng đã 30 năm rồi. Em chắc chắn là em không nhìn lầm. Đúng là anh Hai Nhẫn. Anh Hai Nhẫn, anh của anh Ba Thạch đây rồi. Anh Hai có nhận ra em không anh Hai? Đứng lại. Ủa, giật mình liền. Lâu lắm bác Hai lên thăm con nha. Bác Hai khóc hả? Cô nào dám cả gan làm cho bác Hai khóc vậy ta? Đâu có. Tại bác Hai đọc báo, rồi bác Hai thấy con bị thương trong cái buổi ra mắt sách, bác lật đật chạy lên đây coi coi thì sao. Rồi con bị thương gì không? Bác Hai nhìn đi, khỏe mạnh cùi cùi vậy nè, có bị gì đâu. Bị thương chút xíu à mà hết rồi. Bác Hai uống nước đi bác Hai. Còn nữa, suốt ngày chỉ làm cho bác Hai lo lắng thôi. Chậm nè, nếu như con tìm được người mà hại cha con đó, mà người đó có liên quan tới má con thì con tính sao? Tất cả những ai hại cha con, bị oan khuất 30 năm qua, họ đều phải trả giá. Không nên để họ có cuộc sống yên ổn. Kể cả người đó có liên quan tới má con sao? Bất kể là ai, kể cả người đó là má. Ủa tại sao có má con ở đây? Mà con nghĩ không liên quan tới má con đâu. Bác Hai, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Kết thúc? Dạ. Chuyện này tạm thời con thì giải thích cho bác Hai được, nhưng mà con nghĩ là nó sắp kết thúc rồi. Sắp kết thúc? Đúng rồi. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây, để tất cả có cuộc sống yên bình. Không thể để hai má con họ gặp nhau. Mình nên cho quá khứ ngủ yên là đúng nhất. Bác Hai, có chuyện gì hả bác Hai? Chậm à, con phải nghe lời bác Hai. Con phải chuyển qua nhà trọ khác, không thể ở đây được nữa. Bác Hai có chuyện gì hả? Sao tự nhiên đang yên đang lành phải chuyển nhà trọ? Con phải nghe lời bác Hai, con không thể ở đây được nữa. Sáng mai bác Hai về Vĩnh Long sớm, con sắp xếp mọi chuyện về dưới đó với bác Hai. Có thời gian bác sẽ kể cho con nghe. Bác Hai hôm nay sao vậy? Con thấy bác Hai còn bí hiểm hơn câu chuyện của con viết nữa. Cứ nghe lời bác Hai đi. Để bác Hai vô nhà nấu cơm, hai bác cháu mình ăn nghe con. Mà bác Hai chưa uống nước mà. Được rồi. Xin lỗi chị nhận lầm người rồi. Người mà chị vừa mới gọi tên không phải là tôi. Tôi rất tiếc. Xin lỗi chị. Quê Vĩnh Long, nhất định là thằng Chậm ở dưới đó rồi. Ủa Minh, sao khuya rồi không đi ngủ đi? Ở đây làm cái gì? Em thấy mình làm việc khuya quá, em ngồi đây đợi mình làm việc xong rồi hai vợ chồng mình vô trong ngủ. Anh cảm ơn mình nghe. Nhờ cố mình, cuộc sống của anh mới có ý nghĩa. Nè, mình biết không, anh chưa bao giờ hối hận về giây phút của 30 năm trước. Lỡ có chuyện gì xảy ra, anh chấp nhận gánh hết. Kìa mình, mình có chuyện gì hả? Hôm nay em có gặp một người đàn ông giống anh Hai Nhẫn lắm. Em có gọi nhưng mà người đàn ông đó nhất quyết không nhận mình là Hai Nhẫn. Vậy hả mình? Đúng rồi, anh chắc là mình nhìn lộn thôi. Chứ nếu người đó là Hai Nhẫn thì chắc chắn là nhận ra mình rồi. 30 năm trước và mình bây giờ có khác gì mấy đâu. Bởi vậy em thấy cũng lạ. Lộn, anh chắc chắn là lộn mà. Thôi,
mình đừng có suy nghĩ nhiều nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe đó có biết không? Con nhiều đó thôi mà mất ngủ nữa rồi. Thôi đi sớm đi nha. Anh vào phòng làm việc một tí rồi à, anh vô ngủ nghe. Dạ. Coi. Dạ. Đi từ đầu làng về đây mà thở không ra hơi luôn à. Già thiệt rồi tí ơi. Về đây, có mời không? Ông ơi, anh Chậm có sao không? Anh Chậm thì không sao. Nhưng mà sao ông thấy thằng Chậm nó làm cái nghề gì mà nguy hiểm quá? Con có thấy nguy hiểm gì đâu. Con còn thích cái nghề của anh Chậm đó nha. Vừa được nổi tiếng, còn nhiều người ngưỡng mộ nữa. Con thích đó, thì ráng mà học lên giống như anh Chậm. Dạ. Ê, hôm nay ông hai có người theo về nhà nha. Tí. Dạ. Đi vô nhà, đóng cửa chính lại cho ông, để ông nói chuyện với người ta. Dạ. Anh hai, anh hai vừa nhắc tới thằng Chậm, là thằng chậm nó còn sống đúng không anh hai? Em không nghe nhầm đúng chứ anh hai? Định không nhìn mặt em đến suốt đời này sao anh hai? Hay em là cái thứ không đáng để anh nhìn mặt? Thím ba, thím đừng nói như vậy mà. Chuyện nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Đó là một câu chuyện rất đáng để quên đi. Đừng có đào bới nó lên nữa được không? Có ích lợi gì đâu thím ba. Em không thể nào quên được. 30 năm rồi, chưa bao giờ em quên được cái ngày hôm đó. Mình, mấy người làm gì vậy? Thả chồng tôi ra. Mình ơi. Mình ơi. Thở à? Nguy hiểm lắm em, chạy trốn đi. Chậm, thả con tôi ra. Thả ra. Thả chồng con tôi ra. Thả con tôi ra. Trả con tôi đây. Cũng chính ngày hôm đó em đã lạc mất con em. Em hối hận lắm. Anh hai cho em biết là thằng Chậm nó còn sống không? Chỉ cần trả lời em thôi. 30 năm, cả một đời người, đó là một khoảng thời gian đủ dài để khiến cho những người quen biết nhau trở nên xa lạ, giống như tôi với thím vậy đó. Cho nên thím đi về đi. Chỉ cần anh trả lời cho em biết thằng Chậm nó còn sống hay không là được rồi. Linh cảm của em không sai mà. Anh hãy nói cho em biết đi, thằng Chậm nó đang sống ở đâu vậy? Có phải nó đang sống ở Sài Gòn không? Hay là nó đang sống ở trong nhà này? Chậm ơi, Chậm! Thím ba, thằng Chậm nó không có sinh sống ở Sài Gòn và nó cũng không sống ở đây. Còn cụ thể nó ở đâu thì tôi không thể nói cho thím biết được. Anh hai, em xin anh cho em gặp thằng Chậm một lần thôi. Em nhớ con em lắm. Nếu như mà em gặp con mà nó không chịu gặp em sẽ không bao giờ làm phiền nó nữa. Em xin anh mà anh hai.
Tôi xin thím nó. Tôi đã nói với thím rồi là nó không có sống ở đây. Thím đi về giùm tôi đi thím. Thím đi về giùm tôi đi. Anh hai à, em xin anh, em nhớ con em lắm anh hai. Anh hai à, em xin anh mà anh hai. Cho em gặp thằng Chậm đi. Em xin anh mà anh hai ơi. Tí. Dạ, có con không? Mời bà về giùm ông. Dạ. Anh hai, anh hai ơi. Ông muốn gặp bà, mời bà về. Với anh nhiều lắm. Đã 30 năm trôi qua, nhưng đến hôm nay em mới nói được lời xin lỗi với anh. Anh Thành, anh có sống khôn thác thiết, phù hộ cho em gặp con của mình, cho em gặp thằng Chậm nha anh. Tiêm làm cái gì vậy? Tiêm đứng lên đi. Tôi phải nói như thế nào thì Tiêm mới chịu hiểu đây? Anh hai, anh hai tha lỗi cho em đi anh hai. Anh hai được đối xử với em như vậy nữa, em xin anh hai. Tiêm ơi, Tiêm làm ơn đi được không? Thím đừng có làm xáo trộn cuộc sống của hai bác cháu tôi được không? Thím có biết là tôi đã gìn giữ cái sự bình yên này cho thằng Chậm bao nhiêu năm được không? Thím xuống đây muốn nhận lại con để thỏa lòng của thím. Nhưng có bao giờ thím nghĩ tới cảm giác của nó chưa? Nó đang có một cuộc sống rất bình thường và hạnh phúc. Thím đừng gián tiếp giết chết nó giống như đã giết chết chú Ba được không? Anh hai, thím đi về đi. Đi. Nếu anh hai đã nói tới nước này, em sẽ đi. Anh hai, em xin lỗi anh hai vì đã làm xáo trộn cuộc sống của anh như thằng Chậm. Em xin lỗi. Tôi phận kiếp lòng đau, nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết rằng người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai.
Người phụ nữ từ trong nhà mình mới bước ra là ai vậy bác hai? Không có gì đâu con. Con đi về mệt rồi, vào trong nghỉ sớm đi. Không phải, con gặp ở đâu mà con không nhớ nổi. Đúng rồi, giống như tấm hình của má con mà con hay mang theo trên mình. Không lẽ má con về kiếm con hả bác Hai? Bác Hai, má con về tìm con đúng không bác Hai? Bác Hai trả lời con đi bác Hai, có phải không? Bác Hai trả lời con đi bác Hai. Bác Hai, bác Hai đừng giấu con nữa. Bác Hai, bác Hai. Đâu là má con đó? Chấm, má con đi rồi, vô ngủ đi con. Đi đâu mà giờ này chưa về? Mình à, mình tối nay mình đi đâu vậy? Mình làm anh lo quá. Em đã gặp được anh Hai Nhẫn. Em gặp ở đâu? Ở đâu cũng đâu có quan trọng. Nhưng anh Hai Nhẫn không muốn cho em gặp thật Chậm. Mình à, mình bình tĩnh lại đi. Gặp lại người xưa, cố nhân là một điều tốt. Chú Hai Nhẫn không cho em gặp thằng Chậm, có lẽ là có cái lý của chú ấy. Biết đâu cuộc sống của thằng Chậm bây giờ đã tốt hơn, thì hà cớ gì phải khơi lại những chuyện đau buồn cũ, phải không em? Cũng chính vì vậy cho nên anh đã nói là thằng Chậm đã chết. Cho dù thằng Chậm còn em chưa chết, có đúng như vậy không? Hải à, anh... Thật là bấy lâu nay anh không bao giờ tìm thằng Chậm. Chưa một lần nào anh đi tìm thằng Chậm cả. Tất cả là anh lừa gạt em. Tất cả là anh lừa gạt em, có đúng như vậy không? Không phải vậy đâu. Anh không muốn dối gạt em. Anh làm tất cả mọi chuyện vì muốn tốt cho em thôi. Anh muốn tốt cho em thì tại sao anh không mang thằng Chậm về bên em? Tại sao vậy hả? Đúng rồi, anh không bao giờ muốn nhận thằng Chậm. Không bao giờ anh muốn nhận thằng Chậm là con. Hải à, vì thằng Chậm đâu phải là con anh. Em đừng có như vậy với anh mà. Anh xin em Hải ơi, anh làm như vậy vì anh yêu em. Em biết không, em thừa biết sức khỏe của em mà. Ngày hôm nay em nghe tin dữ, em lăn ra xỉu. Còn ngày hôm sau á, em nghe tin buồn, anh phải đưa em vào nhà thương. Anh không muốn em phải như vậy, em hiểu không? Em xót con em, nhưng mà anh xót em hơn. Hải ơi, anh không muốn đưa em vào tình trạng như vậy nữa, em hiểu không? Chỉ vì anh thương em mà. Em không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Hải ơi, em không muốn nghe anh nói gì nữa Hải. Em không muốn nghe anh nói gì nữa hết. Mình ơi, mình à, mình ơi. Thằng Hai Nhẫn,
Tao không ngờ 30 năm rồi mày vẫn quyết tâm xen vào chuyện của tao. Thằng khốn nạn, hai bác cháu của mày, tao nhất định sẽ không tha cho tụi mày đâu. Chuyện tôi gặp Hân ở điểm hẹn chứ không phải là ông. Ông có giải thích gì cho việc này không? Uổng công tôi tin ông như vậy. Tôi thì không có nghĩa vụ phải tốt đẹp với cậu, nhưng tôi đưa cô Hân tới với cậu là có lý do. Phải chăng Hân có liên quan tới người đã từng hại cha tôi? Hay là tôi có thể tìm được má tôi thông qua Hân? Cậu bắt đầu thông minh ra rồi đó. Cậu cứ gần gũi cô bé Hân càng nhiều thì ngài tìm ra sự thật càng sớm. Và trong sự thật đó còn nhiều bất ngờ cho cậu. Tôi chỉ nói được với cậu tới đó. Còn sự thật thì để xem cậu có đủ thông minh và kiên định để tìm hay không thôi. Hân, có liên quan gì tới câu chuyện của mình? Vậy là bây giờ cổ là mấu chốt của vụ án của mình rồi. Phải tiếp cận cổ mới được. Tặng cho em nè. Tặng em. Sao? Độc giả tặng bông cho anh quen rồi, bây giờ anh tặng bông ngược lại thấy không quen hả? Thì đúng là cũng có một chút không quen thiệt á. Mà nè, hôm nay anh lạ lắm nha. Tự dưng hả, tới nhà rước em đi chơi, đứng đợi em, rồi còn tặng bông cho em nữa. Cổ có chuyện gì không? Thì cũng có một chút chút gì. Cái hôm ở nhà gỗ đó, anh cảm thấy là may mắn khi mà có em. Vì cái sự may mắn đó cho nên anh muốn cảm ơn em. Anh mời em đi ăn được không? Dẫn em đi ăn á hả? Được tặng hoa rồi còn được đi ăn nữa. Ủa, vậy là chú Phi giúp mình hay hại mình ta? Đúng là từ hôm đó tới nay á, ảnh thay đổi khác hẳn so với bình thường. Quan tâm mình hơn, còn không xua đuổi mình nữa. Có nhận không? Nhận chứ. Đương nhiên là phải nhận rồi. Nhận mà không cho đòi lại luôn đó. Vậy tính ra cái hôm ở nhà gỗ á là hên chứ đâu phải xui đâu, đúng không? Anh nghĩ là hên cho anh, nhưng mà xui cho em. Từ đây về sau á, nhà Văn Duy Long sẽ làm phiền cô trợ lý dài dài. Nếu mà như vậy gọi là xui á thì em chấp nhận xui cả đời luôn. Vậy lên xe đi ăn ha. Cặp này mà cứ tiến triển như vậy thì mình và Quỳnh sẽ không còn xa nữa. Cái cặp này mà tiến triển như vậy bể hết không được rồi. Mình phải đi theo ngăn cản nó mới được. Sao rồi? Vụ điều tra về ông bác của nhà Văn Duy Long thế nào rồi? Chuyện này không quá khó đối với cậu chứ? Dạ, em có điều tra một người mua đất công Hai Nhẫn. Thì cái ông đó hồi xưa cũng là chung làng, nên bây giờ em biết Hai Nhẫn đang ở Vĩnh Long. Đã 30 năm trôi qua rồi, Hai Nhẫn, tao tưởng là mày đã biến mất trên khỏi cõi đời này rồi chứ. Ai dè là xuất hiện trở lại, còn phá tao ngay từ đầu. Được. Phi. Dạ. Tìm cho tôi hai tên sát thủ, đi xuống Vĩnh Long với tôi ngay bây giờ. Nhanh đi. Dạ. Bà chủ ơi. Ủa, đâu rồi ta? Ôi, đã ăn chay rồi còn bỏ bữa vậy nữa.
nhịn đói hoài sao chịu nổi không biết nữa. Kiểu này á, ông chủ mà về á, la mình là cái chắc luôn á. Không lẽ mình ăn ta? Mình đâu có mập nhiêu đâu, ăn không sao hết á. Thôi cái này cũ nè, cái này mới để bà chủ. Có hoa rồi, nhưng mà sao không có quà ta? Quà hả? Thì ly nước là quà nè. Thôi kệ cũng được, coi như ly nước là quà thì em cũng cam tâm. Tại vì họ được nhà văn Duy Long từ người hâm mộ trở thành trợ lý, xong rồi được anh tặng hoa cho như vậy á, là một bước tiến rất lớn của người ta rồi đó. Anh Duy Long, tụi mình đang hẹn hò phải không? Thì tụi mình đang đi chơi. Đi chơi gì, hẹn hò thì cứ nói hẹn hò đi, có gì đâu. Mình quen nhau cũng lâu rồi đó. Mà anh chưa bao giờ hỏi thăm về gia đình em hết á. Hôm nay anh muốn biết về gia đình em có được không? Được, đương nhiên là được rồi. Anh muốn hỏi cái gì về em cũng sẵn sàng trả lời hết á. Về gia đình em á? Gia đình em á, ngoại trừ chú ba là người thương em nhất nhà, thì còn có ba em nè, má em, rồi anh hai em nữa. Ai cũng thương em hết á. Với lại họ sắp tới còn có thuê một người nữa. Đó rất là thương em. Ai? Là anh á. Bậy bạ không à? Nghiêm túc được không? Anh đang hỏi mà. Nhưng mà nghe em kể vậy em thấy là em có một gia đình hạnh phúc quá ha. Ừ, đúng rồi. Em rất tự hào khi có được một gia đình hạnh phúc như vậy. Ngoài gia đình em ra thì còn có một người nữa là chú Phi. Chú Phi làm ở trong công ty của ba em, cũng rất là thương em, hay giúp đỡ với lại bao che cho em nhiều lắm. Nghe em nói như vậy, chú Phi là tâm phúc của ba em hả? Dạ đúng rồi. Không uống cà phê mà gần như vậy? Kệ tôi. Dù duyên. Ông có duyên à? Ủa? Chú ba? Chú ba! Chú ra chi vậy? Hả? Chú đã dặn con là không qua lại với cái thằng nhà văn này rồi mà. Chú kỳ cục quá à. Sao suốt ngày chú cứ phá đám con hoài vậy? Không nói chú nữa. Anh, mình đi. Trả tiền con luôn nha chú ba. Hằng! Hằng! Chào thiếu nha chú Quang ơi. Ủa, chú ba còn rượt theo mình không vậy anh? Mình chạy nhanh vậy á, thế nên chú ba em dí không kịp đâu. Lần đầu tiên em chạy nhiều vậy luôn á, lỡ mà chú ba dí theo kịp á, họ không biết làm sao luôn. Chú ba em nhiều chuyện dữ lắm luôn á. Chú ba thì dí không kịp rồi đó, nhưng chỉ có điều. Hả? Có điều gì? Nắm tay chạy thì nắm tay kéo đi tí xíu thôi, làm gì ghê vậy? Thì có ai nói gì đâu. Làm gì vậy? Bộ không muốn nắm tay anh nữa hả? Hả? Anh vừa mới nói gì? Nó là bộ không nắm tay anh nữa hả? Muốn chứ, nhưng mà anh không ngại hả? Thì lúc đầu cũng ngại chứ, nhưng mà bị nắm riết rồi thì thành quen. Mà cái gì quen rồi mà không có thì nó thiếu, thì cứ nắm rồi thì nắm đi. Mệt anh quá à. Cái gì không nắm tay thôi, đánh tay vậy? Tự nhiên thì thôi, cứ để bình thường đi. Như bình thường thì không có sao. Tự dưng cái bây giờ anh nói làm chi? Anh nói nên mới thấy nó kỳ kỳ á, thấy nó ngại ngại sao á. Không nắm nữa. Đi ạ. Nè. Cái gì? Cái gì? Thấy hơi kỳ kỳ mà ngại ngại hả? À. Hết kỳ, hết ngại chưa? Thôi đi lại.
Chú bà dí theo rồi kìa. Lẹ à, lẹ gì đâu. Lẹ em rồi. Ủa sao vậy? Anh Nhi Long. Em sao vậy? Em mệt quá rồi. Chạy không nổi nữa hả? Ừ. Vậy sao ta? Ai mà biết. À, mệt quá. Lên. Làm gì người ta nhìn kìa. Đứng dậy đi. Cổng em. Thôi, người ta nhìn kỳ kỳ cũng chết à. Cái nào kỳ? Ai nhìn ai cười hở 10 cái răng. Anh này kỳ cục. Kỳ cục gì? Ừ. Hôm bữa bác anh cổng anh không chịu. Bây giờ anh chịu rồi thì nó kỳ cục. Hồi đó khác bây giờ khác giờ ở ngoài đường. Cái lúc đó mà người ta đau chân muốn chết, người ta bắt anh cổng thì 1212 anh đòi thả em xuống. Còn bây giờ hả, người ta ngã muốn chết rồi thì 1212 đòi cổng, anh mới là người ngộ. Ngại thì đúng rồi. Con gái có chủ động không thì ngại. Bây giờ hết ngại nè, anh chủ động. Lên. Lên. Được chưa? Được chưa? Từ từ thôi. Mệt bây giờ. Dạo này những chuyện ngày xưa quay về, anh cũng không biết phải làm sao mới là tốt nhất nữa. Chú Nhẫn. Ông là hai thức đây. Kể từ ngày chú Ba Thành mất, tôi thật là chưa có cơ hội thắp nhang cho chú ấy. 30 năm rồi còn gì. Tôi xin phép. Đi ra. Đi ra. Ông tới đây làm gì? Ông đang có ý đồ gì? Ê, làm cái gì mà nóng dữ vậy? Ý hệt thằng em của chú à. Bởi vậy nó mới lên mặt thời sớm. Ông nói gì hả? Thằng Ba Thành nó đã mất lâu rồi. Tất cả mọi ân oán lẽ ra tôi phải gặp ông để giải quyết, nhưng tôi đã kịp dặn lòng mình lại, cho nên ông đừng có đi quá giới hạn của mình. Giới hạn của mày là tránh xa vợ tao ra. Tao nhắc lại một lần nữa, tránh xa vợ tao ra. Tao không muốn vì những chuyện tào lao này mà vợ tao phải đau khổ suốt ngày. Nếu không, mày với lại thằng cháu của mày sẽ không có một ngày yên ổn. Rõ chưa? Tao nói được là tao làm được. Mày nhớ đó. Hải Thức, tất cả những chuyện mày làm trời đất sẽ không dung. Mày sẽ bị quả báo. Thử coi ông trời dám làm gì thằng Hải Thức này. Tụi bay. Đây là lời cảnh cáo dành cho mày. Đi. Hải Thức, mày sẽ bị quả báo. Hải à, anh biết là em giận anh nhiều lắm, nhưng mà sao em không chịu ăn vậy? Như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu. Hay là để anh nói cô Tư nó muốn gì ngon ngon cho em ăn nha. Anh biết là em giận anh nhiều lắm, nhưng không lẽ em không chịu nói chuyện với anh? Em không chịu nhìn mặt anh suốt đời hay sao? Em phải hiểu, anh làm tất cả mọi chuyện chỉ vì anh lo cho em mà. Anh nói là anh lo cho em, vậy tại sao chuyện em chỉ muốn gặp thằng Chẩm, em muốn anh đi tìm thằng Chẩm cho em, anh lại không làm? Anh không hề đi tìm thằng Chẩm. Hay chỉ là anh không muốn đi tìm nó, và anh không muốn nhận nó làm con? Đâu có, anh muốn tìm nó chứ.
anh đã cho người dò la khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được. Cho nên anh mới nghĩ ra cách nói dối em. Anh làm như vậy để cho em bớt nhung nhớ về con, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Nhưng anh có biết được là chỉ cần gặp con thôi, chỉ cần gặp con thôi em có chết cũng được, anh hiểu không? Kìa Hải, em đừng nói gỡ như vậy chứ. Nói gỡ như vậy không tốt đâu. Cho anh xin lỗi, cho anh xin lỗi đi mà. Thôi được rồi, từ đây về sau em muốn anh làm bất cứ thứ gì anh cũng làm theo ý của em hết. Đừng giận anh nữa nghe. Anh sẽ làm theo bất kỳ điều gì mà em muốn đúng không? Ừ. Em tin anh. Cũng trễ rồi, ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Ừ, anh cảm ơn em. Nhà rồi sao không vô nhà đi? Đứng đây nhìn anh vậy hả? Không. Không là sao? Vô nhà ấy. Không. Tính nhìn anh tới sáng hay gì? Không. À, ừ, nhìn anh tới sáng luôn. Ý em không á là không chịu vô nhà đâu. Không có cho anh về. Anh phải về nhà ngủ chứ. Không. Không có gì, đi vô nhà. Không. Thôi ngoan, đi vô nhà ngủ đi. Hân. Trời đất ơi, con gái con đứa đứng ngoài đường ngoài xá níu tay chân người ta như vậy, người ta cười cho biết không? Sao không để cho người ta đi về đi con? Má, nó kỳ quá à. Má con về tìm con đúng bác hai. Ừ, đâu là má con đó. Mà cậu này là ai? Sao không giới thiệu cho má biết? Con quên, để con giới thiệu má nha. Ừ. Sao bỏ chạy rồi? Dẫn bạn trai về ra mắt má mà gặp má là bỏ chạy, không thèm chào má luôn. Vô duyên quá. Sĩ nè, con không được ghẹo em con như vậy. Lỡ như cậu ấy đang có việc phải chạy về gấp thì sao? Thôi, má mệt quá, con đưa má vô trong nhà nghỉ một chút đi. Dạ, để con đưa má vô. Mai mốt á, con dẫn má đi dạo tiếp. Từ từ á, má sẽ khỏe lại thôi. Ừ. Vô nhà ngủ sớm đi nha con. Ủa, anh Long này, sao tự nhiên kỳ cục vậy ta? Câu chung tình tiếng đàn.
đang cất lên câu nỉ non, thương lòng tôi phận kiếp lòng đầu. Nỗi lòng chẳng biết to cùng ai, buồn thương nhớ mong đêm dài. Biết rằng người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Lộc ơi, mày điên rồi. Thân là em gái của mày mà, sao mày lại làm như vậy với cô ấy hả Lộc? Ông trời ơi, ông muốn trêu đùa tôi có đúng không? Ông muốn trêu đùa tôi có đúng không? Sông lang khiến ai loan dịp cho cậu bắt đầu thông minh ra rồi đó. Cậu cứ gần gũi cô bé hơn càng nhiều thì ngài tìm ra sự thật càng sớm, và trong sự thật đó còn nhiều bất ngờ cho cậu. Tôi chỉ nói được với cậu tới đó, còn sự thật thì để xem cậu có đủ thông minh và kiên định để tìm hay không thôi. Tiếng lòng tôi đàn ơi hát câu chung tình, tiếng đàn cất lên câu nỉ non, thương lòng tôi phận kiếp lòng đầu. Người biết không, vậy là hắn ta phải là người quen biết với gia đình Hoàng, chẳng biết tôi và má của hắn là người phụ nữ đó, chắc chắn có liên quan tới cái chết của cha mày. Biết rằng người đã phụ tôi, nhưng lòng tôi vẫn chẳng hề phai. Thành thức đã xuất hiện, nó còn xuống tận đây để đe dọa mình. Không biết nó có làm gì đằng chẳng không nữa. Mong là nó không biết Duy Long chính là thằng chẳng. Sắp tới sẽ có nhiều điều xảy ra với gia đình mình, phải chi mọi thứ cứ đổ hết lên đầu mình. À, thơm quá, thơm quá, thơm quá, thơm quá, thơm quá. Có nghe mùi gì không? Không biết hủ tiếu này là món khoái khẩu của ai vậy ta? Buồn quá. Đang có chuyện buồn, buồn thối ruột mà không có ai để tâm sự hết. Chắc ôm cái nỗi buồn này rớt luôn quá. Sao mà số mình khổ dữ vậy trời. Gây lộn với thằng nhà văn chứ gì? Đúng rồi đó, sao chú biết vậy? Tôi là chú của cô mà. Mà hồi chiều mới thấy đi ăn đi uống vui vẻ lắm mà, sao tự nhiên giờ buồn làm sao? Rồi đem hủ tiếu tới, rồi để cho nó nguội nó nở thành bột luôn hay sao mà để nguyên vậy vậy? Thì hồi nãy á hả, người ta bưng tới, người ta mời gọi, có ai thèm trả lời đâu. Giận dỗi không ăn, không thèm nhịn cái nữa. Biết vậy á hả, con đem ra cho bà Năm chủ nhà cho rồi. Ai nói mà không muốn ăn? Đem tới rồi để nguyên vậy, người ta mở ra rồi người ta dâng tới đây nè, rồi tôi mới ăn được chứ. Nè, mời một tiếng chắc chết à. Mời chú ba dùng bữa. Nè con, cái chuyện tình cảm á thì chú không có rành, vì chú không có trải qua nhiều mối tình. Nhưng con có chuyện gì á thì chia sẻ với chú đi. Hai người gỡ
nó đỡ hơn là một người gỡ con. Con hiểu không? Chú nói đúng á. Chú, anh Duy Long á, anh kỳ cục lắm luôn á. Cái đó là chú nói với con trước rồi. Thằng đó kỳ lắm mà con đâu có tin. Mẹ, con á có nhu cầu nói, chứ con không có nhu cầu nghe chú nói. Chú nghe con tâm sự thôi, chú đừng có hả phỉ báng, nhận xét hay chê trách ảnh được không? Thôi được rồi, tôi không nói tới thằng đó nữa. Chuyện gì nói tôi nghe coi. Thì cái anh Duy Long đó, người gì đâu, khi vui khi buồn, khi á thì gần gũi đáng yêu, khi thì lạnh lùng thấy thì ghét. Làm con chạy theo cái cảm xúc đó cũng muốn mệt luôn. Giống như hồi chiều nay nè, hai đứa đi chơi với nhau vui quá trời luôn, ảnh còn đưa con về tới nhà nữa. Cái tự dưng thấy má ra, chưa kịp chào hỏi câu nào, cái lại lạnh lùng bỏ đi mất tiêu luôn. Thằng đó gặp chị Hai rồi, chết chưa? Mình cản hoài con Hân nó không chịu nghe, bây giờ dắt về tới nhà luôn rồi. Con, thằng đó nó gặp má con rồi, má con có nói cái gì không mà nó bỏ chạy về vậy? Không, chưa có nói gì hết mà đi mới kỳ á. Má nói chứ ảnh có chuyện gì gấp á. Vậy là chị Hai chưa biết gì hết, nó làm mình hết hồn à. Con nè, hồi nào giờ con làm cái gì á, chú không bao giờ ngăn cản con, vì chú nghĩ con đã lớn rồi. Nhưng mà riêng về cái chuyện tình cảm với thằng Long đó, chú phản đối. Tụi con mà sát nhau á, con khổ lắm. Chú nói thật lòng đó, tin chú một lần đi con. Không, chú ba, chú kỳ quá à. Con đang buồn á, chú còn nói ra nữa. Không bàn vô tiếng nào hết mà toàn bàn ra không à. Vậy mà hồi nãy nói có gì gỡ cho, cái này là chú cắt luôn á, chú gỡ gì. Chán chú à, con nói chuyện chú nữa. Con đi về. Con, chú nói thiệt mà. Chú chỉ muốn tốt với con thôi. Xin lỗi con. Đầu của cha cậu được chôn ở phía dưới cây cột nghiêng bên phải đường dầu huyết.
phải cậu là cậu trai hôm trước tới nhà tôi hỏi thăm vụ ba Thành ở miếu đúng không? Còn cái sọ này là của ai? Của ba Thành. Ba Thành? Chính tôi là người đưa lên vị của ông ấy vào đây. Bây giờ cậu là ai mà lại quơ lại quắt tới đây xách cái đầu ông đi? Ông mà sống con tắc thiên á, ông không có tha cho cậu đâu đó. Tôi là con trai của ông. Hơn ai, tôi là người có trách nhiệm để cái linh hồn của ba tôi được siêu thoát. Và tên hung thủ phải đền mà. Quan quan tương báo, biết bao giờ mới chấm dứt. Chẳng lẽ câu chuyện 30 năm về trước nay lại quay về? Chậm về thì có gì đâu lạ con. Nhưng mà anh đây khóc. Khóc? Dạ. Tí. Dạ. Con về nhà đi. Dạ. Chậm, con bị sao vậy? Sọ của cha con. Thi thể thất lạc của cha đưa về nhà. Ở trên trời cha có linh thiêng phù hộ cho con sớm tìm được hung thủ giết cha. Con hứa với cha, nợ máu sẽ trả bằng máu. Đến nước này, bác hai cũng sẽ không ngăn cản con đi tìm sự thật. Nhưng bác hai có một lời khuyên dành cho con. Oan oan tương báo sẽ không bao giờ kết thúc. Con nên nhớ, mình đi tìm sự thật là để chứng minh sự trong sạch của cha con, chứ không phải để cho lòng hận thù quá lớn nó dẫn dắt mình đi sai đường. Nghe chậm. Nhưng cha con bị chết oan mà bác. Đến tận bây giờ mà con vẫn chưa tìm ra sự thật về cái chết của cha con. Con cũng hứa trước được điều gì, con chỉ sợ tới lúc đó sự thật quá phũ phàng, quá sức chịu đựng của con mà thôi. Đó cũng chính là lý do mà bác giấu con bấy lâu nay. Chậm à, liệu con tìm ra được sự thật rồi á, thì trong lòng con có bình yên hay không? Con gần về tới đích rồi. Bác hai cho con thêm thời gian đi. Khi tìm ra được sự thật, con hứa với bác hai, con sẽ trở lại là Duy Long, một nhà văn Duy Long trong lòng người hâm mộ. Thương ở đây quá lớn, không thể nào do cái tẩu bằng đồng gây ra được như lời bác Lành nói, đúng không bác hai? Đúng vậy, vết thương này do một vật sắc và nhọn gây ra. Bác hai, con có thể hỏi bác hai chuyện này được không? Con cứ nói đi. Tại trước đây bác hai không thích về cái chuyện mà con đi tìm ra sự thật về cái chết của cha con, cho nên con không dám đả động gì với bác hai. Nhưng hôm nay bác hai cũng đã đồng tình rồi. Có những chuyện
Con muốn hỏi cho rõ. Con cứ hỏi đi, bác biết gì bác sẽ nói mà. Người đàn ông tên là Ba Lành có đáng tin cậy không bác hai? Ba Lành? Ba Lành là ai? Trong làng này đâu có ai tên Ba Lành. Bác hai nhớ lại đi bác hai, nhớ kỹ lại đi. Vì người đàn ông này vẫn có đi tìm hung thủ và đưa ông tới cái nhà người đàn ông có cái tẩu bằng đồng. Bác hai nhớ lại đi bác hai. Con có thể diễn tả về ngoại hình người này được không? Hay là nhà ông ta ở đâu? Người này đậm người, thích mặc đồ bà ba, và đặc biệt rất là ham uống rượu. Bác biết người này, đó chính là Ba Hạp, là em trai của Hai Thức. Bác biết là vì trước đây bác làm sổ sách giấy tờ kiện tụng cho dân ở trong vùng này. Bác đã từng làm cho Hai Thức nên bác nhớ rất rõ. Đó chính là Ba Hạp. Vậy là bây giờ con có chuyện phải về Long Xuyên gấp rồi. Khi nào xong chuyện con sẽ kể cho bác hai nghe. Đang bận rộn, hãy đang lo lắng gì phải không? Thư ký hãy nói với tôi, cậu hãy biến mất giữa giờ hoặc là bỏ về trước sớm. Dạ có anh Lâm mới hiểu em nhất thôi. Mà bây giờ anh Lâm hỏi em câu đó, em cũng không biết trả lời từ đâu cho hợp lý. Tôi chỉ đùa với cậu thôi. Tại tôi thấy mặt của cậu căng thẳng quá. Chứ công việc của cậu thế nào, tôi là người hiểu rõ cậu nhất mà. Mà lúc này em cũng thấy anh Lâm hơi lạ lạ. Hay có những câu hỏi làm em thấy chạnh lòng. Cậu Phi nè, hai tên sát thủ đó vẫn còn dùng được. Cậu giữ liên lạc với tụi nó, hoặc là đưa lên sân gỗ ở luôn. Khi nào chúng ta cần thì có mặt liền. Dạ, để em sắp xếp, anh Lâm cứ an tâm. Tôi đi nghe. Xuống á hả? Gì vậy? Gì căng thẳng con? Gì vậy? Nói cho tôi biết, tại sao ông nói dối tôi hả? Tôi dối vậy?
Ba hợp rồi. Ba hợp rồi. Chết cha rồi. Nó hỏi như vậy là nó biết hết rồi. Mình mà không nhận, nó điên lên, nó quấn gần giữ xương. Bác hai của tôi đã nói tôi biết hết rồi. Ông tên là Ba Lành, nhưng đó là tên trên giấy tờ thôi. Còn tên thật của ông là Ba Hợp. Ông có chịu nhận không? Hả? Là tôi nè. Vậy tại sao ngay từ đầu ông không nhận cái tôi là Ba Hợp? Tại sao lấy tên Ba Lành? Tại tên Hợp, tôi thấy nó không hợp, cho nên tôi đổi tên Ba Lành cho nó lành. Mà cái vụ án của cha cậu là tôi không có liên quan gì đó nghe. Cha, tôi chưa nói với ông, Ba Thành là cha của tôi mà. Ông có nói không? Nói nhanh cho tôi. Thì bữa ở trong miếu đó, cái hôm mà cậu nghĩ đó tìm ra được hung thủ là người đàn ông có cái tẩu á, rồi cái cậu với con Hân đi vô miếu thắp nhang, vô tình tôi đi ngang tôi nghe được thôi. Vậy là cái tẩu là do ông bịa ra đúng không? Trời ơi, nghĩ ra tới cái chuyện đó cũng nát óc chứ không giận chơi đâu. Tôi tốn thêm mớ tiền ăn sáng của con Hân cho tôi mua chuột thằng đó, giờ đổ bể hết rồi. Ông làm tất cả chuyện đó để làm gì? Nói. Nói. Thì tôi là chú của con Hân. Cậu biết tôi là Ba Hạp, nhậu nhẹt bê tha, ăn chơi chát tán, rồi cậu sẽ ghét bỏ con Hân. Tôi làm tất cả chuyện đó cũng vì cháu tôi thôi. Còn cái chiếc tẩu của người đàn ông đó, tôi tự bịa ra để cho cậu đừng có dắt Hân đi tìm hung thủ nữa, mệt nó. Chứ tôi không có ý gì đó. Được, ông nhớ lấy. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đưa anh em các người ra ánh sáng. Nhớ lấy. Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi không sợ. Thằng này nó làm tôi sợ quá sợ. Ba Thành ơi, mày có linh thiêng, mày hiển hồn về, mày khiến cho thằng Chậm đừng có điều tra nữa. Dù sao chuyện cũng đã xưa rồi, nó mà điều tra ra là tôi chết á. Dù sao tao với mày cũng là bản thân mà. Ê, Ba Thành, Ba Thành, Ba... Ông làm gì mà ông quản hộ la Ba Thành, Ba Thành vậy? Ủa, ông thủ từ hả? Tôi thủ từ chứ ai? Tự nhiên ông xuất hiện làm đâu tôi tưởng Ba Thành hiện hồn. Hiện hồn cái gì? Ba Thành á, nó liền hồn liền xác siêu thoát rồi. Ông nói vậy làm sao? Có cậu nhà dân á tới đây nói là con của Ba Thành, rồi đào lấy cái đầu đem đi chôn rồi. Cái gì? Đầu Ba Thành đem đi chôn rồi? Mà lúc đó tôi thấy cái gương mặt của cậu ta đằng đằng sát khí, giống như muốn giết người vậy đó. Quan quan tương báo, biết khi nào mới chấm dứt. Trời ơi, vậy thà đó đừng có liên hôn đi xác, đừng có siêu thoát rồi tôi chết rồi. Ông nói gì kỳ vậy? Mau, tôi không có nói gì hết á. Không ngờ chú của Hân lại là em của ông Thức, mà Hân lại là em gái của mình. Nhất định mình phải trả thù anh em hắn ta. Câu chuyện của cha đã 30 năm trôi qua mà pháp luật không thể can thiệp, nhưng mình hy vọng việc đưa hung thủ ra ánh sáng sẽ giúp cha được siêu thoát. Anh Long, anh sao vậy? Sao tự dưng hôm qua đưa em về tới cổng gặp má cái anh bỏ đi à? Anh Duy Long, anh nè, anh sao vậy? Có chuyện gì rồi đúng không?
Có chuyện gì đúng không anh nói em nghe đi. Cô muốn biết về hỏi chú cô sẽ rõ. Tôi không có rảnh trả lời cho cô. Sao lại là con mà không phải là ba con? Bữa nay chú không rảnh, chú gặp ba con có chuyện chút. Chú ba, nhưng mà bữa nay á con muốn nói chuyện với chú. Chú giải thích cho con nghe đi, tại sao anh Duy Long anh giận con mà lại nói con đi hỏi chú? Chú làm gì ảnh đúng không? Trời ơi, sao chú biết? À, chắc có lẽ nó giận con á là do nó ghét chú ba. Không phải, ảnh giận rất là kinh khủng. Ánh mắt của ảnh á không phải chỉ là ghét đâu, mà giống như là căm thù, kiểu sẽ không bao giờ gặp lại mặt con nữa đó. À, chắc lẽ là nó chán con rồi á, nó kiếm chuyện để nó quen người khác á. Con đừng làm phiền nó nữa. Càng không phải, con với anh Duy Long nó đang rất là vui vẻ, ảnh đang đối xử tốt với con lắm, con còn giúp cho ảnh được nhiều việc nữa mà. Bây giờ con không tin là chú ba nói đúng không? Bây giờ con thử lòng nó đi. Bây giờ con đừng có gặp mặt nó, con trốn tránh nó một thời gian. Nếu mà nó thương con á, nó sẽ đi kiếm con thôi. Ừ, nhưng mà... Thôi gì vậy Hân? Ba. Dạ. Mày kiếm tao có chuyện gì? Dạ. À, dạ. Dạ thôi không có gì hết. Con đi nha ba. Anh hai, thằng Duy Long nó biết tên em là Ba Hạp rồi chứ không phải Ba Lành. Sao nó biết được? Hình như là thằng Hai nhẫn nói cho nó biết làm sao. Tao nhớ ra rồi. Có lần mày bị bắt, tao có nhờ thằng Hai nhẫn làm giấy tờ bảo lãnh mày ra. Trên giấy tờ mày tên là Ba Lành. Bây giờ em phải làm sao hôm nay? Thiệt là rắc rối. Mày làm ơn đi, đừng có gây chuyện cho tao nữa được không? Trời ơi, em có gây phiền phức gì đâu. Em còn biết là thằng Duy Long nó có một cái người bí ẩn vô hình nào đó áo đen á, giúp cho nó điều tra vụ án á. Sao mày biết chuyện đó? Em nghe thằng Duy Long nó nói chuyện với con Hân lúc nó đang điều tra vụ án á. Nó còn nói là nó sẽ đưa hai anh em mình ra ánh sáng luôn. Mày nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Chuyện này chuyện của mày, đâu phải chuyện của tao đâu. Tự nhiên đưa tao ra ánh sáng là sao? Nó nói chứ, đâu phải em nói đâu. Mày câm miệng đi, đừng có nói nữa. Giờ mày đi về đi, im miệng giùm tao. Phiền phức quá. Để từ từ tao tính. Anh ơi, tính giùm em nghe. Cái gì lẽ giùm tao đi. Thằng áo đen, thằng áo đen là ai? Tại sao 5 lần 7 lượt nó đều giúp thằng Duy Long chứ? Đúng như ông nói, khi tiếp cận với Hân, tôi đã phát hiện ra sự thật. Má tôi cũng chính là má của Hân. Hai chúng tôi là anh em với nhau. Vậy là ông đã biết ngay từ đầu, nhưng vẫn cố tình cho chúng tôi làm chuyện sai trái với nhau. Vậy thì chắc chắn là ông không phải hoàn toàn thuộc về phe tôi. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm ơn vì ông đã chỉ chỗ cho tôi về chiếc sọ của cha tôi. Tất nhiên, tôi cũng có mục đích riêng của mình. Nhưng tôi tin chắc tôi và cậu cùng chung một kẻ thù. Và bây giờ, kẻ nào đang giữ cây ba to chính là hung thủ. Bước tiếp theo, tôi nghĩ cậu phải vào nhà đó một lần rồi. Còn bằng cách nào thì cậu là người thừa thông minh để hiểu được mà. Anh xin lỗi, bây giờ anh bận rồi, anh xin phép. Quỳnh ơi, Quỳnh. Quỳnh, Quỳnh ơi, em sao vậy Quỳnh? Quỳnh. Bác Hai.
chuyện gì vậy Chấm? Bác Hai, con vừa được người bí ẩn cho hay, cái người mà Hai cung cấp thông tin cho con điều tra vụ án, họ nhận họ là nhân chứng về vụ án của cha con 30 năm về trước. Nói là cái hung khí sát hại cha con là cái vật gia bảo có hình đầu rồng. Vật gia bảo hình đầu rồng? Dạ. Đồ gia bảo đó nha. Vậy mày bán cái ba tô này đi, ba tụi tao nhậu. Bán cái này hả? Bán cái này á là anh tao giết tao chết luôn á. Tao cũng muốn giữ mạng để nhậu tụi bay mà. Đó là cây ba toan có hình đầu rồng của gia đình nhà Hai Thức. Trong vụ án của cha con, Hai Thức là kẻ tình nghi nhất, vì ông ta luôn tìm mọi cách để tiếp cận má con. Lúc mà má con bỏ con đi cũng là đi chung với Hai Thức. Bà Trúc, bạn thân của má con, cũng xác nhận là hai người có tương tình với nhau. Vậy đúng như là bác nghĩ bấy lâu nay, Hai Thức chính là hung thủ. Hai Thức. Anh Long. Vì anh Long. Tại sao? Tại sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy? Làm em thương anh. Anh lại nỡ chia tay em là sao? Tại sao? Anh Long, anh Long. Quỳnh, Quỳnh. Hi Long. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Anh Long. Anh đây. Là anh thật sao? Là anh hả? Anh đây. Anh đừng rời xa em nha. Anh không rời xa em đâu. Mình đừng chia tay nha. Mình sẽ không bao giờ chia tay. Anh đừng bỏ em nữa nha. Anh không bao giờ bỏ em đâu. Anh yêu em nhất trên đời mà. Tại sao anh lại ở đây? Ủa? Hồi nãy anh tới đây anh thấy em nằm xỉu ngoài kia kìa, rồi anh định ẵm em vô phòng nhưng mà anh thấy không có tiện nên anh mới để em nằm ở đây á. Em có sao không? Em không sao hết. Mà em là bác sĩ sao không biết tự chăm sóc cho bản thân của mình? Hay là cái thằng Duy Long đó nó làm em ra nông nổi như vậy đúng không? Không phải. Anh đi về đi. Làm sao anh đi về được? Anh đâu có thể nào bỏ em một mình ở đây được. Lỡ em xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh không muốn nhìn thấy em như vậy. Quỳnh, cho anh chăm sóc em nha. Em xin anh đi về đi. Quỳnh à. Không, anh đi về đi, anh đi về đi. Thôi được rồi, em bình tĩnh đi. Anh về nha. Cho em nè. Cảm ơn anh. Lần sau anh không cần mất công như vậy đâu. Có gì đâu mà mất công. Để mình vô nha. Hồi sáng á, anh nhờ chị Tư á nấu sớm cho em đó. Nè, em ăn đi, cho nóng nha.
Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì không biết. Hôm qua em mê sảng. Em không biết có nói lỡ lời gì không. Nhi Long, anh lại lỡ đối xử với em như vậy. Làm em thương anh, anh lại nỡ chia tay em là sao? Tại sao? Em không có nói gì sai hết á. Chắc là cái thằng nhà dằn đó, nó làm gì cho em buồn đúng không? Anh không có làm gì em mới buồn á. Anh có thấy em khờ không? Khi mà người ta muốn chia tay em mà em lại hẹn gặp để níu kéo chứ. Chắc là cái thằng đó nó từ chối em đúng không? Từ chối một cách dứt khoát rồi. Chỉ có em là đau khổ thôi. Tại em biết em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Thôi anh về đi, em có thể tự lo được mà. Em ăn hết tô cháo đi rồi anh mới về chứ. Em muốn ở một mình. Vậy anh về nha. Chào chị. Chị làm ơn vô báo với cô chủ là có nhà văn Duy Long tới và có nhiều điều bất ngờ cho cổ. Bộ, cậu định nghỉ viết sách luôn hả? Sao chị nói vậy? Tôi đi chợ, tôi nghe mấy người đọc sách của cậu nói vậy á. Tôi là một trong những người hâm mộ cậu á. Nhưng mà không phải là cậu định nghỉ viết sách luôn hả? Chỉ là ngưng tạm thời thôi. Tại vì thời gian này em đang tập trung thời gian và công sức cho cô chủ của chị á. Chờ tôi chút nghe. Vô tôi kêu cô chủ. Cô chủ chắc mừng lắm đó. Tại vì cổ là người hâm mộ cậu nhất trong những người hâm mộ cậu á. Cảm ơn chị. Chờ chút nha. Dạ. Vô đi. Cô ba, có anh nhà văn muốn gặp cô. Ừ? Sao chị biết là nhà văn? Thì ngày nào tôi cũng vô phòng cô, tôi thấy mấy tấm hình này nè. Cô nói ảnh là nhà văn, mà bây giờ ảnh đang đứng ở dưới á, là ảnh nhà văn chứ ai. Ảnh đứng ở dưới nhà hả? Ừ. Chắc lẽ là nó chán con rồi á, nó kiếm chuyện để nó quen người khác á. Bây giờ con thử lòng nó đi, bây giờ con đừng có gặp mặt nó, con trốn tránh nó một thời gian. Nếu mà nó thương con á, nó sẽ đi kiếm con thôi. Chị nói anh đi về đi, tôi có muốn gặp ảnh. Cô, tôi nghĩ là cô nên gặp đó. Tôi thấy á, ảnh chân thành lắm. Ảnh có đem hoa, đem quà tới nữa. Chắc là muốn tỏ tình với cô đó. Cái gì? Tỏ tình? Nhưng mà nói chung tôi muốn gặp. Chị nói là tôi không có ở nhà. Mà tôi lỡ nói là cô có nhà rồi, giờ sao? Trời ơi mệt quá. Ôi, nói chung là tôi không có biết. Chị nói ảnh đi về đi. Chị làm sao đó làm, chị đuổi ảnh ra khỏi nhà này là được rồi. Nhanh lên, nhanh đi. Cô ba, chị còn đứng đó nữa, chị đi làm lẹ đi chị Tư.
Dạ. Cậu gặp cậu, cậu nói là cậu đi về đi à, từ bây giờ cậu không làm phiền cậu nữa. Cậu nhắn cậu nói với cậu vậy á. Lúc cậu nói vậy á, chị thấy sắc mặt của cậu có giận lắm không chị? Tôi không biết. Tại vì á, cái tiếng của cậu trong phòng vọng ra, cậu có mở cửa. Nói cậu nghe nè, khó quá cho qua đi. Tiểu thư của nhà giàu khó chịu dữ lắm. Tôi á, tôi làm mai người khác cho cậu. Tôi tìm mối khác tôi giới thiệu cho cậu. Cảm ơn chị. Nhưng mà từ trước tới giờ em không có quen chuyện mai mối. Nhưng mà em nghĩ lại, thấy tính của Hân vậy cũng hay. Phụ nữ nên có một chút bướng bỉnh, và trẻ con như vậy thì mới dễ thương. Ừ, vậy thì cậu cứ từ từ nhấm nháp đồ dễ thương đó đi nghe. Phải nhanh chóng lấy lòng của Hân, để từ đó mà dễ dàng bước tới. Không được nặng lòng. Chắc là cậu còn đang giận chuyện mình lớn tiếng như cậu hôm trước đấy mà. À chị, chị có thể cho em vô trong ngồi đợi cô chủ chị được không? Vô. Dạ được. Thì ra là tên nhà văn chia tay với Quỳnh là để đến với em gái của mình. Chỉ có em là đau khổ thôi. Tại em biết em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Phải kết hợp cho hai người. Sao anh biết? Tôi một bụng đi nè. Để tôi chỉ anh nghe. Phải căn nhà này rồi đúng không? Về đây đi, tôi sẽ nhường lại căn nhà này cho anh. Nói gì chứ nhà cửa đất đai á thì tôi có thừa. Còn Hân ở trong nhà, đi theo tôi. Ngồi đi. Để tôi lên lầu tôi kêu nó. Ngồi đi. Chị Tư ơi, lấy cho anh này ly nước mát uống nha. Chị đã hết hồn rồi chị. Nếu cậu không có ý muốn làm việc mờ ám thì không cần phải giật mình khi thấy tôi. Cậu muốn uống gì? Chị nói nghe sợ quá. Cho em đi nước lọc được rồi. Cậu chờ một chút. Cảm ơn chị. Hân,
có anh chàng nhà văn suy tình nào đang đứng chờ em trước cổng kìa. Em không ra là anh đuổi anh ta về đó nha. Nữa hả? Nè, anh nói ảnh đi đi, anh đuổi anh đi, đuổi anh đi đi, em không có muốn gặp ảnh. Ủa gì kỳ cục vậy trời? Thường ngày nó nghe tên nhà văn đó con mắt nó sáng rỡ lên, sao hôm nay kỳ vậy? Anh không biết đâu nha. À, anh thấy anh ta có gì muốn nói chuyện với em á, nên anh kêu vô nhà rồi. Em đang nói chuyện với tao xíu đi. Chứ gì? Anh kêu anh vô nhà luôn rồi đó hả? Trời ơi, anh nói với ảnh á là em không có muốn nghe anh nói bất kỳ cái gì hết trơn á. Đuổi về, đuổi về, đuổi về đi. Kỳ ta. Đúng là suy nghĩ của phụ nữ khó hiểu thiệt chứ. Thôi đúng rồi. À, anh Duy Long anh tới đây không phải là để tỏ tình với mình, mà anh mang hoa mang quà tới đây để gặp mặt mình lần cuối, xong rồi nói lời chia tay, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vậy thì càng không được. Không được, không được. Nhất định, nhất định là không thể nào để anh gặp mặt mình được. Nhưng mà cũng không được. Nếu mà anh cứ ngồi dưới đó hoài á, thì một hồi nữa ba má mà về thấy ảnh thì thế nào cũng kêu mình đi xuống gặp ảnh cho mà coi. Làm sao đây, làm sao đây? Không thể nào để ảnh nói lời tạm biệt với mình được. Cũng hên là từ nhỏ tới lớn mình hay trốn nhà đi chơi nên có bảo bối. Em leo lên rồi có xuống lại không? Anh có chuyện muốn nói với em. Anh đi về đi. Em với anh không có gì để nói với nhau hết á. Là bạn gái anh nha. Cái gì? Ôi da. Ây da. Anh đến đây á, anh muốn hỏi em, có đồng ý làm bạn gái anh không? À, được, được, được. Được chứ. Được mà, em đồng ý. Vậy tại sao hồi nãy em chịu gặp anh? Thì tại vì có người nói với em là phải thử lòng của anh, coi anh có đi tìm em không. Ai mà ngờ đâu hôm nay không những anh đến đây tìm em mà anh còn tỏ tình nữa. Anh chơi lớn quá vậy, làm em kìm lòng không được nên em mới đồng ý đó. Ai nói vậy? Ai nói? Anh không cần quan tâm. Không quan tâm, nhưng mà cái này anh nghĩ là em sẽ quan tâm. Cái gì vậy? Hôm nay vừa có hoa mà vừa có quà nữa, sao mà nhiều nghi thức quá vậy? Này nha, cái khúc này anh đừng có nói là anh quỳ xuống nha. Phải quỳ mới đúng đó.
Khúc này không quỳ. Chừng nào á cầu hôn mới quỳ. Còn cái này chỉ là hỏi thôi. Hỏi là em có đồng ý làm bạn gái anh không thôi. Nhưng mà em đồng ý rồi, quỳ gì nữa. Nè, anh thấy á, dễ thương quá. Anh nghĩ khi mà em đeo vô sẽ rất là hợp. Lo cho em lắm. Anh mặc kệ em. Em muốn sao? Hồ sơ của anh đây. Làm sao anh có thể mặc kệ em được, trong khi tâm lý của em đang không ổn định như vậy? Em với anh Long đã dứt tình rồi. Nhưng không ngờ sau một ngày anh ấy lại có thể đi tỏ tình với người con gái khác. Trong nhất thời thật sự em không chịu được. Anh hiểu. Em đừng có buồn nữa. Trời ơi, anh thấy thiếu điều á, em muốn ăn luôn sợi dây chuyền. Chắc là không thèm ăn đồ ăn của quán này đâu ha. Không có, không có. Ăn chứ. Em trốn anh đó hả? Chưa có ăn gì hết trơn á, đói bụng muốn chết luôn vậy. Ủa tại sao phải trốn anh? Anh còn hỏi nữa. Thì cũng tại anh hết đó. Tự dưng á, hôm trước á thì la em, rồi còn nói á là sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt em nữa. Xong rồi hôm sau á thì đến nhà em tặng hoa. Làm người ta cứ tưởng á anh tặng hoa cho người ta lần cuối gặp mặt, nên là đâu có dám ra gặp anh đâu. Lần đầu tiên trong đời á, anh mới thấy có một người con gái có suy nghĩ kỳ cục vậy đó. Thôi nè, ăn đi. Em ăn con tôm này trước. Con gái gì ăn uống kỳ cục, dính luôn là la. Đây cho anh. Nè, bởi vì bây giờ em là bạn gái chính thức của anh rồi, nên là em cho phép anh có quyền lau môi cho em đó. Không được. Mày sao vậy? Mày sao vậy Long? Anh sao vậy? Anh lại lạnh lùng nữa rồi hả? Ờ, đâu có. Tại khát nước quá. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi nè. Nè, cho em con tôm đi nè. Nè. Ờ. Ăn đi. Xin lỗi, nhưng vì muốn tìm ra sự thật về cái chết của cha, cho nên anh phải làm điều này. Hy vọng em sẽ tha thứ cho anh. Đây sẽ là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời của em từ trước tới giờ luôn á. Em vô nhà đi. Tí nào hết á. Bây giờ em mới biết tại sao người ta phải về chung một nhà rồi đó. Bởi vì cái khoảnh khắc này nè,
cái khoảnh khắc đưa nhau về mỗi đêm, người ta phải xa nhau nên khiến cho người ta không có cam lòng, thôi thúc người ta phải về chung một nhà đó. Em nói chuyện bắt đầu sến còn hơn tiểu thuyết anh viết nữa. Mệt quá à. Em làm gì á? Em xấu hổ quá. Thôi em xin lỗi anh, em vô nhà trước nha. Em ngủ ngon nha. Em ngủ ngon. Ngủ ngon. Má, sao má không ở trên nhà nghỉ đi? Sương lắm, xuống đèn chi vậy má? Má định xuống đây hóng gió một chút, sẵn tiện cho thằng Sĩ nó về luôn. Ai về lại gặp hai đứa. Dạ con chào bác, con là Duy Long, là bạn trai của Ngọc Hân. Chào cậu. Là nhà văn Duy Long nổi tiếng lắm đó má, chuyên viết tiểu thuyết đó. Má thấy con gái của má hay không? Con đọc tiểu thuyết của người ta nhiều quá, xong rồi bây giờ con bắt người ta về viết chuyện cho con đọc luôn đó. Con bé này. Dạ bây giờ cũng trễ rồi, con xin phép bác con về. Thôi cậu về sớm đi, giờ này cũng khuya nên cũng nguy hiểm đó. Dạ con chào bác. Chào cậu. Anh về trước nha. Để con ra tiễn ảnh nha má. Hôm nay con vui lắm luôn á. Sao? Thì tại hôm nay anh Duy Long anh tỏ tình với con, rồi ảnh còn tặng con cái sợi dây chuyền này nữa nè. Sợi dây chuyền này đẹp quá. Nhưng mà con gái nè, lúc nãy má nhìn cậu con trai đó, thiệt tình là má cũng có chút thiện cảm. Nhưng mà con gái làm gì làm phải tìm hiểu kỹ người mà mình yêu. Con biết rồi mà. Với lại phải yêu nhau thì mới tìm hiểu được chứ. Con cũng đang tìm hiểu nè. Con nhỏ này, nói cái gì cũng cãi hết trơn á. Mình vô nhà nha, để con đưa má vô. Mình cần tìm ra cái bá tổ thì phải tiếp cận căn nhà đó thường xuyên hơn. Thương lòng tôi phần kiếp lòng đau. Vô đi anh. Em đưa anh về ra mắt như vậy á, có sớm quá không? Dạ không có sớm đâu, như vậy á là đúng rồi. Hôm qua em cũng có nói với má trước rồi, má cũng đã đồng ý cho phép em với anh quen nhau mà. Hân. Anh, đây là nhà văn Duy Long, người mà con gái của mình ngưỡng mộ đó. Bây giờ đã là bạn trai của bé Hân rồi. Còn bé có xin phép em là hôm nay sẽ dắt bạn trai về ra mắt em và anh. Dạ con chào hai bác. Anh
Anh Di Long, ba của em á nhìn như vậy thôi chứ hiền lắm, dễ nhất nhà luôn đó, anh đừng có sợ nha. Ừ. Mình ơi, mình sao mình không trả lời? Em thấy cậu Long cũng được mà. Mình thấy được, nhưng anh thì không. Mình có biết nó là ai không mà dám mạnh miệng ủng hộ? Đó chính là người yêu cũ của bác sĩ Trúc Quỳnh, người mà bấy lâu nay thằng Sĩ nhà mình theo đuổi. Còn con nữa, yêu đương mù quáng không biết phân biệt đúng sai sao? Trời đất ơi, có chuyện này nữa hả? Sao không có đứa nào nói cho má biết hết vậy? Hân, sự thật có đúng như là ba con nói hay không? Nói cho má biết đi. Dạ thưa má. Dạ con thưa hai bác, con xin thú nhận, trước đây con với Trúc Quỳnh có thương nhau, người mà cậu Sĩ nhà ta thường hay đeo đuổi. Nhưng trước khi đến với Hân thì con với Trúc Quỳnh đã chia tay khá lâu rồi. Dạ đúng rồi, con cũng xin phép được xác nhận sự thật này. Bà chưa cho phép, ai cho con lên tiếng hả? Còn yêu đương mù quáng bà không thể chấp nhận. Một người đàn ông nếu như yêu người phụ nữ thật lòng thì không thể nào vừa chia tay người này có thể đến với người khác liền được. Mình à, mình bình tĩnh lại rồi suy xét. Đây là chuyện tình yêu của tụi nhỏ chứ đâu phải chuyện tụi mình đâu. Còn mình nữa, em dạy con kiểu gì vậy để cho nó yếu đuối lụy tình như vậy? Dạy con á thì phải dạy cho nó mở mắt sáng suốt mà chọn chồng, chứ không phải nhắm mắt mà chọn để mà sau này hối hận không kịp. Một lần nữa bà nhắc lại, bà không chấp nhận mối quan hệ này. Ba. Còn cậu nữa, cậu đừng có tới đây. Nếu như để tôi gặp mặt, tôi sẽ cho người đuổi cậu đó. Mình à. Bác xin lỗi con. Tạm thời con cứ về đi. Có gì à, bác lựa lời rồi à, khuyên bác trai lại. Chắc là hôm nay bác trai bị khó chịu gì trong người á, nên trái tính trái nết vậy thôi. Con thông cảm nghe. Dạ bác cứ yên tâm, con hiểu mà. Trong chuyện tình yêu mình phải kiên trì. Vậy thôi à, con xin phép con về trước. Anh về trước nha. Đợi khi nào ba của em bớt giận mình gặp sau cũng được. Con về. Con về. Má, ba sao kỳ vậy má? Tự nhiên cái ba như vậy à? Con không biết đâu. Nếu mà ba cứ ngăn cấm con như vậy á, là con tuyệt thực. Con tuyệt thực luôn cho ba má coi. Hân, Hân. Hình như đứa con gái nào bị ngăn cản tình cảm cũng tuyệt thực hết thì phải. Cô ba ơi, cô không ăn là không có được đâu. Tôi nấu đồ ăn mấy món cô thích nè, cô ra ăn đi. Không, tôi không có ăn. Chị nói với ba tôi là tôi nhịn ăn nhịn uống luôn từ ngày hôm nay. Trời ơi, cô bỏ cơm bỏ nước là chết đó. Thì tôi có muốn sống nữa đâu, tôi đang muốn chết đây nè. Tôi bị ngăn cấm tình yêu, tôi sống làm cái gì nữa. Tôi đang muốn chết, chị biết không? Cô ba ơi, ý tôi không phải vậy. Cô không ăn, không uống, cô không có chết. Mà cô sẽ xanh lè, xanh lét, ốm nhôm, ốm nhách. Cái mặt hốc hác như con ma cà rồng vậy á, xấu quắc hả? Tôi chết. Lỡ mình xấu thiệt rồi sao ta? Tôi xấu thì kệ tôi. Tôi chết đó, tôi thành một con ma xấu xí. Tôi sẽ về trong giấc mơ của ba tôi để ba tôi ân hận vì những gì đã làm. Chị đi ra đi, chị đừng có nói nữa. Vậy còn đồ ăn tôi nấu cho cô làm sao? Đồ ăn chị nấu cho tôi thì chị ăn luôn đi. Đi hết đi, tôi không có nghe ai nói gì nữa hết á. Ăn giùm nữa hả? Ở cái nhà này ăn giùm riết cũng khổ lắm chứ bộ. Tình sáng như trăng, tác giả Duy Long,
Mà sao bây giờ cuộc tình của mình phía trước nó tối thui vậy nè? Mình à, chuyện hôm nay em thấy mình cũng hơi gay gắt với tụi nhỏ. Chuyện tụi nó yêu nhau không có giống như thời của mình đâu anh à. Tuy là tụi nó yêu nhanh chóng, nhưng mà em nghĩ thằng Long cũng xứng đáng với con Hân nhà mình. Anh có thể nào bớt nóng giận, tác hợp cho hai đứa đến với nhau được không? Hải à, anh xin em đó. Em ở trong nhà riết rồi, chuyện gì xảy ra bên ngoài em cũng không biết nữa. Người tốt hay người xấu em cũng không phân biệt được là sao? Đúng là em ở nhà em cũng có khù khờ, nhưng mà cảm giác của em về một ai đó không bao giờ sai cả. Em mong là anh rộng lòng, đừng gạt đi mối lương duyên của con gái mình. Em dựa vào đâu vậy? Em dựa vào đâu mà cho rằng đó là mối lương duyên tốt cho con Hân? Hay là sắp tới con Hân phải đón nhận những chuỗi ngày bi kịch cho cuộc đời nó? Thôi em ra ngoài giùm anh đi, đừng cố gắng nói thêm những lời vô ích với anh nữa. Thằng Chẩm, mày muốn bày trò gì khi quen con Hân để vào cái nhà này chứ? Được, muốn chơi thì tao sẽ chơi với mày. Tại ba má cấm con, người con mới như vậy, chứ con không có muốn đâu. Kế hoạch của mình rồi. Mình vô nhà cổ để lấy cái ba to chứng minh cha mình vô tội, chứ đâu phải để cổ dọn đồ bỏ theo mình. Em vừa nói là qua để ở chung với anh hả? Không được đâu, cha má em vốn ghét anh sẵn rồi. Bây giờ mà em dọn nhà qua đây ở nữa thì chắc là cha má em không nhìn mặt anh luôn. Em mặc kệ, giận thì cũng đã giận em rồi, giận thêm tí xíu nữa cũng có làm sao đâu. Với lại hả, em còn giận ba em lắm. Ba em làm gì dám giận ngược lại em. Đi, mình đi vô nhà đi, em nấu cơm cho anh ăn, em đói bụng lắm rồi. Khoan, nói sao cho em hiểu ta. Nói sao cũng không được hết á. Nhưng mà vấn đề quan trọng là chuyện của mình còn nhiều cách để giải quyết, cách này là không ổn đâu. Em mặc kệ, em chỉ muốn yêu anh thôi. Anh hiểu, nhưng mà cha của em á rất là ghét anh, có định kiến với anh rồi. Em mà làm như vậy á, bây giờ nhìn mặt cha em á, anh còn không có cơ hội nhìn nữa. Lấy đâu á tụi mình quen nhau? Anh nói vậy cũng có lý. Nhưng mà em lỡ xách đồ qua đây rồi, giờ làm sao? Hay bây giờ vậy đi, bây giờ anh đưa em về nhà, biết đâu nhờ vậy á cái cha má em có thiện cảm với anh từ từ. Lúc đó có thể cha má em cho hai đứa mình quen nhau. Vậy về hả? Đưa cho anh.
lên xe. Thấy chưa? Của hai người đó thật nghiêm túc. Với mình, anh Long chưa bao giờ đối xử như vậy. Quỳnh, đồng ý làm bạn gái anh nha. Không cần phải trả lời ngay lúc này, anh sẽ chờ đợi em được. Cái thời của má đó đâu có cái chuyện mà tỏ tình cầu hôn rườm rà vậy. Hãy nhắm thấy thương ai á là nhờ người ta tới dạm hỏi, đối phương gật đầu một cái là có cái đám cưới liền. Con nè, con với sĩ cũng vậy đi, má ngó tới ngó lui ngó qua ngó lại không ai bằng nó hết trơn á. Má chấm cho nó 10 điểm rồi đó. Má, chần chờ cái gì nữa. Má thấy nó nè, vừa đẹp trai nè, con nhà giàu mà lại rất thương con. Đâu có ai mà chịu chạy theo đứa con gái vừa vô tâm vô tình như con. Má nè, má làm không được, nó làm được rồi, thì con ưng nó đi nha. Với cái độ lì đòn trời phú như con, con sẽ vượt qua các ải mà đến với con gái của bác. Con gái, má gần đất xa trời rồi, má nằm nhà thương lâu quá trời luôn, mà bác sĩ đoán không ra bệnh cho nên không có cho má về. Với lại á, cái đứa con gái ngang ngược bướng bỉnh như con mà có được tấm chồng tốt như vậy mà con không ưng thì làm sao á má yên lòng nhắm mắt đi. Quỳnh, em đồng ý đi cho má vui được không nha. Cầm quá mau lên, người ta cầm lâu quá rồi kìa. Tình nè, tỏ tình xong rồi thì thể hiện cái gì đó đi. Trời ơi, sao lại né anh vậy? Gì cũng được rồi má. Trời ơi. Tình yêu của tụi trẻ thiệt là đẹp biết bao gì đó. Để kết thúc cái quãng thời gian tươi đẹp đó, thể hiện bằng cái đám cưới đi. Má thấy đúng thời điểm rồi đó. Chị Tư. Chàng ơi, cô Hân tự nhiên bỏ nhà đi là ông bật la bà sáng giờ, ông không lên công ty luôn đó. Bộ ba của tôi giận dữ lắm hả chị Tư? Ừ, ít khi ông giận lắm. Xưa giờ ông có giận á cũng đâu có la bà đâu, nay là thẳng mặt bà luôn. Tôi thấy tội cho bà toàn binh cô không đó, nên cô vô trỏng lẹ lẹ đi. Vậy thôi, mình về nhà trọ đi anh. Không được, nghe lời anh, vô nhà đi. Luôn chiều trí trò hư, cho đi làm công ty á thì ngày làm ngày không, suốt ngày lông bông chạy theo cái thằng nhà văn đó. Mình thấy không, bây giờ nó bỏ nhà đi luôn rồi đó. Thì từ từ mình cho người đi tìm con nó về, con nó còn nhỏ mà mình. Còn nhỏ cái gì mà còn nhỏ, suốt ngày mình nói nó còn nhỏ vậy đó. Vậy mà bây giờ dẫn trai về nhà đòi cưới kìa. Nó chỉ dắt về ra mắt gia đình thôi, với lại tuổi còn hơn, cũng là tuổi có bạn trai được rồi mà. Mình cứ gay gắt quá như vậy nên thành ra như vậy rồi đó. Trời ơi là trời, ông bà mình nói đúng mà, con hư là tại mẹ. Thôi được rồi, nó muốn đi luôn tôi cho nó đi luôn, coi như tôi chưa từng có đứa con này. Dạ, con chào hai bác ạ. Là cậu sao? Hân, Hân à, con đi đâu vậy Hân? Con thưa ba thưa má. Dạ con xin lỗi hai bác,
vì để chuyện này xảy ra. Hôm nay con đưa em Hân về đây để cho hai bác thấy là con thương em Hân thật lòng. Qua chuyện này, con muốn hai bác thấy được tấm lòng của con. Bác cũng cảm ơn con. Cũng may là con gái của bác nó gặp con, chứ nó trẻ người non dạ. Con biết khuyên nó như vậy là tốt quá rồi. Mình, em thấy cậu Long cư xử như vậy cũng hợp lý. Cậu Long cũng tốt, biết khuyên con Hân nó về là tốt lắm rồi mình. Em nghĩ là mình nên suy xét cho hai đứa nó có thời gian. Mình để anh nói. Nhà này có gia phong quy củ rõ ràng, người lạ có muốn cũng không được phép vào nhà. Ba, sao ba cứ nói như vậy vậy? Anh Duy Long mới là người con thương chứ có phải người lạ đâu ba. Đúng rồi đó mình. Cậu Duy Long cũng là người yêu của con Hân, trước sau gì cũng là rể nhà mình chứ có phải là người lạ đâu. Một khi tôi chưa chấp nhận mối quan hệ này thì vĩnh viễn là người lạ trong cái nhà này. Còn cậu, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi gặp mặt cậu. Còn bây giờ, xin mời cậu ra ngoài. Nếu con làm gì sai thì con xin lỗi bác. Thật tình thì con rất là quý mến ngôi nhà này. Con hy vọng một ngày nào đó bác sẽ đồng ý con đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này. Đi ra ngoài. Mình ba đừng có đuổi anh Duy Long nữa. Ba mà đuổi ảnh là con đi theo ảnh luôn. Tư, mình giữ cô ba lại. Mình nè, mình bớt nóng đi mình. Từ từ rồi mình dạy con mà mình. Chị làm cái gì vậy? Chị bố tới đá con, chị làm gì kỳ cục vậy hả? Ông đang giận kìa. Buông ra coi. Chị làm cái gì kỳ cục vậy? Buông ra. Ông đang giận cô ba. Ông à, nghe lời hai bác đi em. Con chỉ phép hai bác con về. Đi ra ngoài. Anh Duy Long. Cô ba. Mình thấy chưa, giải của Hân đàng hoàng vô. Đưa nó lên phòng, khóa trái cửa lại. Chừng nào nó nghe lời thì thôi. Mình à. Má. Mình. Má sao kỳ vậy? Má. Mình à. Mình má. Ơi. Má. Mình. Má cứu con má. Nghe lời không? Đi theo ba. Nhanh lên. Con ghét má. Còn lên lầu cho ba. Nè. Chị Tư. Tôi biết chị ở ngoài mà. Chị mở cửa cho tôi đi. Má. Má mở cửa cho con đi mà má. Cô ba, cãi cho tôi đi. Ông chủ dặn là không có được mở cửa cho cô ba ra ngoài. Nếu mà tôi liền mà mở cửa cho con á, tập chủ đủ gì tôi đó. Chị nói với ba má của tôi á, nếu mà không thả tôi ra thì tôi chết ở trong đây luôn cho ba má tôi vừa lòng. Mở ra. Mở ra. Cô ba. Con bé nó sao rồi? Bà chủ, cô ba. Má. Má mở cửa cho con đi. Không con, con đập đầu cho má một coi nè. À, tôi đập đầu tôi chết rồi đau quá. Hân à, con không có được đập đầu như vậy. Con nghe má nói nè, bây giờ con không được đập đầu, không được làm gì hết. Con ăn một miếng cho khỏe rồi nghỉ ngơi đi nha Hân. Má cười lắm. Má cuối cùng cũng giống ba thôi, má cũng theo phe ba. Má cấm cản con. Mở ra. Cô ba nói á, là nếu nhốt cô ba sẽ không ăn uống gì hết. Nếu không thả cô ba ra, cô ba sẽ... Trời, trời đất ơi. Hân ơi, con đừng có dại dột bà Hân. Trời đất ơi, cái con bé này sao? Tính tình này càng ngang ngược à. Riết rồi nó giống ba của nó. Nó bây giờ chỉ nghe lời chú ba thôi. Mà tiếc là chú ba đang ở xa quá. Phi, chị tự xuống dưới đi để tôi lo cho. Dạ, tôi xin phép. Chú thấy rồi đó, tính tình của hai cha con nó y hệt nhau. Tụi nó không được, không biết phải làm sao nữa. Dạ, chị hai an tâm đi. Em thường xuyên nói chuyện với cô ba, chắc có thể em khuyên được cô ba. Cô ba cũng nghe lời em dữ lắm. Thôi để em khuyên cô ba cho. Chú nói đúng đó, nó chỉ nghe lời của chú và chú ba thôi. Thôi thì trăm sự nhờ chú. Dạ. Mở ra. Mở cửa ra. Chị
Chú Phi, con không được ra ngoài. Cho con ra ngoài đi mà. Chú nói không được mà. Chú, nếu mà chú tới đây chỉ để khuyên con nghe lời của ba con thì chú đi về đi, con không muốn nghe đâu. Con biết chú theo phe của con mà. Có gì cứ nói chú nghe nè. Chú Phi, ba của con kỳ cục lắm. Là nhà văn thì đã làm sao? Nhà văn thì cũng là một cái nghề đàng hoàng, người ta cũng kiếm tiền lương thiện. Chú có làm cái gì đâu, tự dưng cái ba con cấm cản à. Chưa kể anh Duy Long á, ảnh lại là một nhà văn rất là nổi tiếng, bao nhiêu người hâm mộ như vậy. Khó khăn lắm á, con mới được ảnh chấp nhận tình yêu này. Con không thể nào vì nghe lời ba con mà từ bỏ đầu hàng tình yêu này đâu. Thôi, nghe lời chú mà. Ba má của con á, làm chuyện gì á cũng có cái lý của họ. Tất cả mọi chuyện á cũng là vì con thôi. Nhưng mà con không phục. Chỉ là lý do nghề nghiệp thôi thì con không phục một tí nào hết trơn á. Nó rất là vô lý. Con có nhớ vụ cậu Long tới công ty của mình á để điều tra việc khuất tất của công ty không? Con nhớ. Nhưng mà chuyện đó thiện sao, có liên quan gì đâu. Lần đó anh cũng không điều tra được cái gì đâu. Thì không điều tra được gì. Nhưng mà quan trọng là ba con tin điều đó không? Với lại tình yêu của cậu Long dành cho con có đúng như vậy không? Không, nhưng mà con tin ảnh. Con tin đó là ảnh thương con thật lòng, chứ không phải là gì bất kỳ một âm mưu gì khác hết á. Thì chú và con á đều tin là chuyện đó. Nhưng mà ba con thì không. Con an tâm đi, chú sẽ lựa lời nói chuyện với ba con. Nhưng mà bây giờ con cần ra ngoài, bây giờ con phải đi. Thôi, đừng có làm khó chú nữa. Con phải tin chú. Chú Phi, nghe lời chú đi, đi vô phòng để chú nói chuyện với ba cho. Chú Phi. Thôi. Nhưng mà nè. Nè. Kể giùm em chứng từ nhập khẩu gỗ của chi nhánh trên Đà Lạt nha anh. Thường mấy chứng từ này á, cô phải đưa qua cậu Phi ký nháy rồi mới đưa lại cho tôi. Tại sao hôm nay lại đưa thẳng cho tôi vậy? Do chứng từ này cần gấp nên. À, thôi được rồi, để hồ sơ đi, tôi nói chuyện với anh Lâm cho. Dạ. Nhìn Lâm á, có vẻ mệt mỏi ha. Chắc có chuyện gì buồn. Tôi đâu có gì. Chỉ là đang bực bội chuyện gia đình thôi. Để em đoán nha. Ở nhà chị hai thì chắc chắn sẽ không làm anh Lâm buồn đâu. Chỉ có cậu hai với lại cô ba thôi. Mà em lại nghiêng về phần cô ba là anh buồn nhiều hơn. Tại vì anh đặt niềm tin rất nhiều vào cô ba. Con Hân nó đòi quen nhà văn Duy Long. Ai lại trước cọp vào nhà mình bao giờ? Lại là chuyện viết sách của tên Long đó làm anh Lâm buồn lòng hả? Một phần thôi. Tôi có việc này quan trọng hơn muốn hỏi cậu đây. Hôm qua tôi tình cờ nghe cậu nói chuyện với con Hân về việc thằng nhà văn đó từng đột nhập vào công ty của chúng ta để lấy thông tin hoạt động buôn bán mà viết báo. Có đúng vậy không? À, dạ chuyện đó là có. Nhưng mà em đã xử lý xong hết rồi. Nên em không nói cho anh biết để anh đỡ lo vậy mà. Trời đất, chuyện lớn vậy mà tại sao cậu không nói cho tôi biết? Có khi nào thằng nhà văn đó muốn chui vào nhà của tôi quen con Hân vì mục đích riêng của nó, cũng giống như là nó đột nhập vào công ty của chúng ta. Mà cậu đó, nhớ cẩn thận. Đối với thằng nhà văn này, tôi muốn trừ khử nó trước khi nó phá nát công ty và gia đình của tôi. Chuyện nó đơn giản mà anh. Anh có từng nghe câu muốn bắt cọp phải dụ nó vô hang không? Là sao? Cậu có thể nói rõ cho tôi nghe được không? Chẳng phải anh Lâm từng muốn trừ khử tên Di Long này mà bất thành đúng không? Vậy tại sao không nhân cơ hội này dụ nó vào nhà, mình khoanh vùng nó lại? Cậu nói cũng có lý. Lúc con Hân đòi quen với thằng nhà văn, tôi bực bội quá, đầu óc thì mụ mị, chẳng nghĩ ra được điều gì hết. Hân ơi, Hân, trời ơi, con, Hân ơi.
lên con, dán lên. Nè. Hân ơi. Hân à. Hân à. Hân. Con à. Hân à. Hân. Hân. Con có sao không con? Hân, Hân ơi. À. Hân. Sao mà ra nông nổi như vậy hả con? Có chuyện gì thì nói cho ba má biết chứ. Cô ba sắp chịu hết nổi rồi kìa bà chủ. Kiểu xe cứu thương mau lên, đứng đó nữa. Hân con ơi. Đó. Con à. Ông thấy chưa? Chuyện nó quen bạn trai mà ông cũng cấm lên cấm xuống. Lỡ như hôm nay mà có mệnh hệ gì thì ông cấm ai hả? Muốn bắt cọp phải dụ nó vô hang. Chẳng phải anh Lâm từng muốn trừ khử tên Di Long này mà bất thành đúng không? Vậy tại sao không nhân cơ hội này dụ nó vào nhà, mình khoanh vùng nó lại? Hân à, con gái cưng của ba, bây giờ ba đã hiểu lòng con rồi. Con yêu cậu Long thật lòng, nhưng mà không lẽ con yêu cậu ấy còn hơn chính bản thân của con nữa hay sao? Con gái à, ba cấm cản con là vì lo cho hạnh phúc của con đó. Chứ làm sao ba cam tâm nhìn con trong tình cảnh như thế này? Thôi được rồi, ngày mai á con kêu cậu Long tới đây gặp ba má nghe. Ba má. Con à, con. Ba má nói như vậy là ba má cho phép con với anh Duy Long yêu nhau hả? Con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Ông nên nói sớm hơn thì đâu có cớ sự như vậy. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Ba xin lỗi con, ba xin lỗi con. Con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Sắp tới đây cậu sẽ được ba của cô Hân đồng ý. Nhưng bước tiếp theo mới là quan trọng. Sẽ có nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi cậu. Sáng sớm em qua đây để biết anh mừng thôi. Sao anh bình thản quá vậy? Bệnh không vui hả? Mừng, mừng chứ. Mà sao tự nhiên ba của em cho tụi mình quen nhau vậy? Thì từ cái hôm mà anh bỏ về đó, cái ba em bắt nhốt em ở trong phòng. Em bực dữ lắm. Ban đầu em tính hù dọa ba má em tí thôi. Ai mà có về. Kỳ vậy ta. Giờ này á, đáng lý ra chị Tư phải bưng cơm vô rồi chứ. Cô ba ơi, tôi đem cơm cho cô nè. Tôi vô nha. Không vui mà thấy em ngốc thôi. Sao em ngốc vậy? Lỡ như em có chuyện gì, có phải là anh hối hận cả đời không? Anh hối hận vì em á hả? Tự nhiên rồi. Tại vì em có chuyện gì liên quan tới anh mà. Vậy có nghĩa là anh hối hận vì tại anh mà em bị như vậy, hay anh hối hận bởi vì anh thương em? Di Long, anh có thương em thiệt không vậy? Thương. Thương sao không thương? Ôi nè, đứng đây đợi anh nha. Anh vô dọn đồ ăn sáng, hai đứa mình cùng ăn. Không chiên hả? Ừ. Công nhận á, anh giống má của em ghê á. Má em á cũng khoái ăn cái món này lắm luôn á.
Mà hỏi tới thì má nói tại hồi nhỏ Long Xuyên lúc nào cũng ăn sáng một món này hết á, nên là thành thói quen luôn. Mình phải hành động thiệt nhanh mới được, tìm cho bằng được cái baton và kết thúc nhanh mọi chuyện. Câu chuyện này càng để lâu càng không được. Vâng nè, anh khát nước quá. Nè, anh uống đi. À không, ý anh là anh thèm nước mía quá. Anh này ngộ, tự dưng thèm nước mía. À, tại vì hôm nay có chuyện vui mà anh muốn ăn mừng, cho nên em đi mua hai bịch nước mía về uống ha. Chưa thấy ăn mà uống nước mía như anh. Được rồi, vậy ngồi đây đợi em nha. Em đi làm về liền. À. Chị đừng làm vậy mà chị. Chị ơi, chị đừng làm vậy mà chị. Chị ơi. À. Chị, đừng giục sách em mà chị. Ủa anh Long, có chuyện gì vậy? Nè, cái chị kia, chị la sao tự nhiên vô nhà người ta liền đồ liền lạc vậy? Nhà tôi với nhà ai? Nhà tôi muốn cho ai ở là cho. Ai nợ tiền hay ai quỵt tiền tôi tống cổ ra đường. Ai nói với chị là anh giật tiền nhà chị? Đây, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng nè. Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng gì mà không có một đồng bạc. Về quê chăn dịch đi. Nè, tôi thấy chị ăn nói chuyện hơi bị quá đáng rồi đó. Nè, cái này lỗi tại anh. Tại vì mấy tháng nay anh không có viết tiểu thuyết, với lại anh cũng không nhận tiền nhuận bút, cho nên để em trả cho. Thôi, anh không nhận đâu. Anh không có quyền không nhận. Chẳng lẽ em đành đoạn để người yêu của em đầu đường xó chợ hả? Anh thiếu chị bao nhiêu tháng tiền nhà để tôi trả? Thôi, muộn rồi. Nhà này có người đặt cọc rồi, cũng trả tiền rồi. Thôi xin lỗi nha, tôi còn làm ăn nữa. Chiều nay hai người làm ơn dọn ra giùm tôi đi. 4 giờ tôi qua lấy nhà đó. Bà chủ nhà bà cho mình gửi mấy cái đồ cồng kềnh, đến khi nào tìm được chỗ ở mới thì chuyển sau hả? Bà cho mình gửi, nhưng bà tính phí, chứ không có miễn phí đâu. Trời, tính phí nữa. Thiệt sự luôn á, người phụ nữ gian ác nhất thế gian á là bà đó chứ không ai hết trơn. Nghĩ sao tự nhiên đuổi người ta đi vậy đó. Làm trở thành người vô gia cư luôn à. Coi nè, thảm ghê chưa, cũng phải cho người ta thời gian để người ta sắp xếp chứ. Anh Duy Long, bộ anh không có bất kỳ người thân nào hết để nhờ giúp hả? Anh có một ông bác ở Vĩnh Long, xa quá cho nên không về được. Anh, em có cách này nè. Hay là về nhà em nha. Chị Tư, còn Hân nó có nói với chị là nó đi đâu không? Dạ không có, tôi chỉ thấy cô ba ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng. Còn đi đâu nữa? Đi qua nhà thằng Duy Long chứ đi đâu. Coi nói nó dọn qua đó ở luôn đi. Vô đây đi anh. Hân, vô đây anh Long. Ba má con đi đâu vậy? Ừ, ba má cho anh Duy Long ở đỡ nhà mình vài hôm nha. Tại vì ảnh chưa có tiền á, nên bị bà chủ nhà đuổi ra rồi. Trời đất ơi, chị mà khổ vậy con. Thôi được rồi, cứ dọn qua bên đây ở vài hôm, nhà bác còn trống vài phòng. Đúng đó con, hai bác hay đi chùa, thấy hoàn cảnh nào khó khăn thực sự cũng ra tay giúp đỡ. Con cứ ở lại đây, khi nào mà kinh tế tốt lên thì tìm nhà khác ở cũng được. Ừ. Con cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của hai bác. Con sẽ cố gắng tìm nhà trong thời gian sớm nhất. Nhà văn nổi tiếng kìa. Nhà văn nổi tiếng không có tiền đóng tiền nhà trọ, qua đây ở nhờ nhà bạn gái hả? Sĩ, con lớn rồi, bớt anh nói lỗ mãng lại đi. Con đi ra ngoài mà gặp người nghèo khổ con cũng hỗ trợ, huống gì đây là em gái của con. Con nghe, có nghe câu chuyện tình Romeo và Juliet của cô em gái bé nhỏ của tôi rồi. Tại hạ cam phục, cam phục. Nhà văn nổi tiếng kiểu gì, có mấy đồng đóng tiền nhà trọ cũng không có, rồi sau này làm ăn được gì hả cô em gái của tôi? Nè Sĩ, con đi lên phòng đi. Vô duyên quá. Chị giả vờ giống như là em không có tiền đóng tiền nhà trọ, chị mới đuổi em ra được. Rồi khi mà cổ đòi trả tiền nhà trọ giúp em á,
Chị nói không, chị nói là nhà này đã có người thuê rồi. Nghe mà kịch tính quá vậy. Và cuối cùng là em sẽ trả tiền trọ cho chị một năm luôn, mặc dù em ở hay không ở. Được rồi. Chị Tư ơi. Dạ, bà chủ kêu tôi. Chị lên dọn cái phòng trống để cậu Duy Long ở nghe. Tôi lên dọn phòng. Chắc là con đói lắm rồi ha. Để bác xuống bếp coi kiếm cái gì cho con ăn. Dạ. Nè, anh để cặp ra đây đi, để một hồi chị Tư dọn cho. Nhưng mà để xuống dưới đây chơi đi anh. Con xin phép ba. Đi.